Rồi mời em ngồi, em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em tên là Phương Nhi. Em năm nay 24 tuổi, em đang làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Mình làm công việc đó được bao lâu rồi em? Em làm công việc này được 3 năm rồi. Rồi mời bạn Nam giới thiệu. Chào chị Quyền Linh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn bên ấy. Em tên là Khoa, 31 tuổi. Em là IT, quản trị mạng cho một công ty sản xuất là dây cáp ở Bình Dương. Đến từ đâu? Em sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Có hai lý do nho nhỏ. Thứ nhất là môi trường làm việc của em, khoa em làm thì đặc trưng là của người già. Mà người già thì đâu làm ăn được gì? Người già nào? Ai nói người già không làm gì được? Nói này đụng chạm nha, tôi cũng già nha. Em hơi khó tính. Trời, mặt vậy mà khó tính hả? Dạ, em gọi là khó chịu thì đúng hơn. Mọi người nhìn em lần đầu tiên thấy sao mà mọi người không có ấn tượng nhiều hay sao á. Cái lướt qua, ngó nhỏ bạn thân cái bên, rồi hết phim. Thì bé mốt đi, đừng có dắt nhỏ bạn thân đi theo. Bạn thân không dắt nó theo, dắt ai giờ? Trời ơi, thì khổ ghê. Bạn nam, nghe bạn nữ giới thiệu nãy giờ em thấy sao? Bạn nữ em chắc khó lắm, kiểu như là chọn về chọn người yêu đúng không? Thấy dễ ẹt à, mà sao của nó cũng khó là chị cũng không biết nữa. Còn cho mình hỏi kỹ xíu bạn nam là như thế nào? Em thì không thích quen trong người trong công ty, chỉ thích quen người ngoài thôi. Mà công việc của em là tiếp xúc với máy tính nhiều, không có tiếp xúc nhiều người, nhưng giờ vẫn còn lập thân. Chưa có mối tình nào? Không có, giờ hai mối tình rồi. Hai mối tình? Mối tình dài nhất là bao lâu? Là 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Kiểu như lúc đó em còn đi học, vừa học vừa làm, ít quan tâm đến bạn nữ nên từ từ tình cảm nó xa dần. Bây giờ có thời gian quan tâm không? Giờ là em đã học xong hết rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu được thì là khoảng năm sau. Năm sau. Bạn nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có ạ chị. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Là chưa nắm tay? Dạ chưa. Chưa hôn? Chưa. Ôi trời ơi, trong trắng quá. Vậy thì bây giờ em ước ao người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Một người cao khoảng trên 1m7, không mập, không ốm, cao ráo. 1m7. Dạ 1m7. Sao vậy, bên kia sao vậy? Lý do tại sao phải chọn từ 1m7 trở lên? Dạ tại em khoảng 1m59, mang đôi giày 7 phân thì khoảng 1m66. Một anh trên 1m7 thì em búi tóc lên khoảng 2-3 phân nữa là chắc vừa. Trời ơi, tính kỹ dữ vậy trời. Tính sao mà xa dữ vậy không biết. Phải cao cao chút đi mới xuống. Ví dụ em bên đây anh thấp, anh mới 1m50 rồi sao? Không lẽ gì cho anh về nha. Anh về là chưa em. Ngoài thị trường có giày độn 2 tóc không? Nói đổ ngồi hộp hết trơn rồi nè. Em cũng là từng học về sinh học thì hai gen mà thấp á thì nó gặp có khi lại cao lên em. Biết đâu nó gen lặn thôi, nó hiện lên rồi hai sao. Hai lặn gấp trội em. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nói là coi có đủ cơ hội ngồi đây không? Không có râu mà không có mụn. Anh trai không có râu sao? Ủa sao đàn ông phải có râu chứ em? Tự nhiên không có râu là thì cạo thôi. Lại tôi coi con này coi. Không có râu là sao? Gì kỳ vậy? Con trai thì phải có râu, đôi khi cũng phải có mụn chứ. Nhưng mà phải làm sạch. Ta nói là con trai không có râu là nó kỳ lắm á. Nhưng mà giờ người ta thích không có râu. Giờ tôi thích vậy sao giờ? Không có râu. Khó. Không rượu bia, không cờ bạc. Em thì là không hút thuốc. Với lại rượu bia thì dịp đặc biệt mới uống. Rồi, còn gì nói hết luôn đi em. Dạ, biết nấu ăn. Biết không? Em biết nấu mì gói được mà. Sao kỳ vậy? Bên đây cô nói sao kỳ chuẩn vậy? Chuẩn bị về anh ơi. Bạn ở đây mồ hôi đổ ướt áo. Hay da, khó quá. Giờ không biết đứng bên phe nào đây nữa. Mà em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Để nói cho bên kia ta nghe coi người ta có hợp không? Đang người ta cố gắng nè. Ưu điểm của em thì không có nhiều. Em hay cười, em thích chăm sóc người khác. Rồi. Khuyết điểm thì nhiều lắm. Em nấu ăn không có được ngon. Ăn được thôi. Bởi vậy em yêu cầu bạn nam biết nấu ăn. Để em nấu ăn dở quá, bạn đó cũng nấu được cho em ăn. Thì em không biết nấu ăn thì em đi học nấu ăn đi. Em có thời gian đi học thì đâu có bắt bạn kia. Thì bạn kia cũng bắt đi làm vậy, tự nhiên bắt ta đi học, mình không đi học. Hai thằng đều đi học đi. Hai thằng đều đi học. Hai thằng đi học nấu ăn nha. Em không biết nấu ăn. Thì nó rủ hai thằng đi học nấu ăn kìa. Không thích. Vậy giờ đi về. Thì không, thì có thể là về nhà mẹ em có thể chỉ cho bạn. À có nghĩa là làm dâu phải không? Là. Hỏi cái coi chịu làm dâu không nữa. Làm dâu được không? Miễn là bên đó chấp nhận được cái thời gian làm việc thất thường của em thì không sao. Hiểu rồi, cũng nhiều khi tăng ca, đồ trực ban đêm á phải không? Thường xuyên. Thường xuyên? Dạ. Khó quá. Tăng ca. Đúng rồi. Nếu mà khi yêu thì mình phải chấp nhận cái nghề của bạn đó. Cũng được đúng cũng không? Được, dạ. Mình thích người phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ gia đình. Không thích phụ nữ kiểu xe xua đua đòi.
hoặc là đem cái chuyện riêng tư của mình lên xã hội để kể cho tao nghe. Dạ. Không có động vậy đâu. Có là nhiều người giờ lên chuyện riêng tư mình đem Facebook. Dạ, Facebook thì em kết kế. Anh nói em hả? Ủa sao em nói chuyện bắp vậy, mình bị cà lắm không? Nói một câu dài chứ coi. Lúc em buồn em làm gì? Nghe nhạc. Nói câu dài chút coi. Thôi nghe nhạc được rồi chị. Lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì em đi dạo. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Hết là cái gì? Cái đó là lúc đó bạn mới sẽ biết. Bây giờ phải nói ra cho bên đây ta nghe, ta hấp dẫn người ta mới chịu. Cô này cũng khó lắm. Theo như chị nói thì là đâu phải là lấy người đâu mà là lấy của, đúng không? Không có của thì sao mà lấy vợ? Thì chắc chắn phải có mới lấy rồi chị. Thì có cái gì? Thôi chị khó, chị hỏi em khó quá. Thằng gái đòi hỏi quá. Khỏi quá. Khỏi quá. Tôi có gì tôi giấu chút lại giờ tôi nói có năm ngày vậy. Chưa có gì trơn á. Ai nó có gì tôi có hết trơn rồi đó, tôi để ở nhà đó, ba mẹ tôi chuẩn bị hết rồi đó. Còn bây giờ mình nói chuyện người thân đi. Em trai có đi với ai không? Dạ em có đi với thằng bạn Thành. Dạ. Thằng nào? Thằng bạn Thành dưới vậy, ngồi dưới. Bên kia nó hai thằng đi học. Bên đây nó đi với thằng bạn. Chào thằng bạn thân. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Mình tên là Nguyễn Trường Hải, mình là bạn thân của Khoa. Thì Khoa là một người rất là thân thiện, dễ gần gũi. Đó là cái ưu điểm. Còn cái khuyết điểm là trong giao tiếp thì Khoa hơi nhút nhát một chút. Nếu như bạn nữ mà ưu tiên về chiều cao á, thì có thể là bạn sẽ bỏ qua người bạn nam, có thể giúp bạn đi đến hạnh phúc. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Bạn gái có người thân đi theo không bạn? Có mẹ, chị họ, rồi mấy bạn đồng nghiệp nữa. Dạ, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Hôm nay mình đi theo con gái đến đây. Nói chung á thì nó thì cũng không có gì gọi là khó tánh đâu. Có một cái là do cái công việc, rồi một phần á là do là bé nó mất ba sớm. Thành ra khi nó va chạm với cuộc sống sớm quá, thành ra cái suy nghĩ của nó đôi khi nó hơi cứng nhắc một chút xíu. Theo tôi nghĩ á, thì coi như là cái chuyện vấn đề tình cảm thì thôi cứ để cho hai đứa cứ theo con tim của mình mà phán đoán đi. Yeah. Không có nên cứng nhắc quá trong vấn đề đó. Dạ. Con có nhận xét bạn trai bên kia như thế nào ạ? Nói chung là được. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh, không có vấn đề gì. Tùy theo cái cảm giác của con khi mà quay lại hai đứa nhìn nhau thôi. Dạ, đúng mình rồi. Sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Cảm ơn cô. Đó, mẹ nói rất là hay, thấy chưa? Thôi, mình cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo màn lên. Nhớ nghe lời mẹ nhớ cứng. Rồi, hai bạn. Chào anh ạ. Hy vọng em xin giới thiệu. Cảm ơn. Anh nói anh làm việc ở Bình Dương. Vậy thì mình sáng đi chiều về hay là sáng. Sao ạ? Anh đi sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Mà anh không về khuya đâu. Công việc của em đó, một tuần mình phải trực đêm tới 2 ngày lận. Như vậy thì anh có chấp nhận được không ạ? Đối với anh, quan niệm tình yêu là nên tôn trọng và chấp nhận những gì cũng thuộc về người yêu. Vậy còn bên gia đình anh thì sao? Đối với một cô con dâu đi làm về mệt đuối nằm một đống không làm ăn được gì hết. Không làm được việc không nhà, cơm nước cũng... Có làm, nhưng mà sẽ không có thường xuyên như những công việc văn phòng. Thì bên phía gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào? Không, gia đình anh thì... bố mẹ cũng dễ tính, lúc đầu thì khó nhưng mà thấy anh lớn tuổi thì là trở nên dễ tính trở lại. Yeah. Em cứ yên tâm. Khi anh đã chấp nhận thì ba mẹ anh chấp nhận là sẽ chấp nhận. Về nữa giặt đồ cho vợ được không? Cái đó khi nào em rảnh thì em sẽ làm. Ủa lần sau? Em rảnh em làm không? Em rảnh không làm hả? Em đi làm sao em giặt được anh? Công việc IT á, nó có bận rộn lắm không ạ? Công việc IT của anh là không phải là IT phần mềm. Anh là quản trị mạng với lại phần cứng. Nên là nhiều khi là rảnh rỗi lắm. Vậy có nghĩa là rảnh, không có bận. Đúng rồi. Là làm việc nhà được. Vậy là... Cài hàng. Đúng không? Đúng. Dạ. Anh nhận xét gì về em? Nụ cười của em dễ thương. Anh thích nụ cười của em. Và nếu mà em chấp nhận bấm nút á, thì anh sẽ là một bờ vai tự bình yên mỗi khi em làm việc về một mệt mỏi. Nói có hơi dấp nhưng mà cũng rất là tình cảm. Bạn nữ cảm nhận như thế nào về bạn nam? Cảm xúc ban đầu thì cũng không thể nào nói rõ được, nhưng mà nhìn chung thì ổn. Rồi, cảm ơn em. Vậy được rồi, nhìn chung ổn là được rồi. Thôi nhá. Ổn là thấy được rồi đó. Để tay bấm đi bạn trai. Đồng. Bây giờ trước khi bấm thì cái gì vậy? Kiếm gì vậy? Đâu đây vậy? Nút sửa ghế hả? Nút
Đây là nút D nè. Bây giờ trước khi bấm á, thấy có mẹ ngồi đó, mẹ tương lai đó. Nói gì một câu với mẹ. Chào bác. Nếu mà bạn nữ mà chấp nhận con thì con sẽ xem bác như là mẹ ruột của con, chấp nhận như mình. Rồi. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Đó, bây giờ đó bạn đó bấm nút rồi đó. Nãy hứa rồi đó. Bây giờ kêu đi. Chưa. Kêu rồi. Bấm rồi. Nè, bạn đó gái là sao chưa, bạn gái chưa nắm tay lần nào, giờ nắm tay bạn gái thử rồi. Em xin mẹ. Xin bác cho con nắm tay mà. Mai mốt mà có hùng bạn gái cũng xin mẹ trước nha. Lỡ không có đó sao? Xin để trước, xin trước, bây giờ xin trước đi rồi nữa không không sao. Bác cho con xin trước nha. Mai mốt có gì ba có dịp không? Dịp. Có dịp. Có dịp không hả? Thôi, đây. Đây là chị chiếc lá xem phim ha. Mong rằng những cái gì nãy giờ mình nói trở thành hiện thực. Em chưa thấy mặt nhưng mà em cảm nhận anh này dễ thương lắm anh. Dạ chắc dễ thương lắm. Nhưng mà hơi lằng nhằng tí thôi. Dạ không sao. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh. Chào anh. Mời anh ngồi. Anh tên là gì? Em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn ạ. Nguyễn Anh Tuấn. Dạ. Vâng. Rồi anh chào xíu con người tên gì. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào các bạn khán giả của trường hôm nay ạ. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hiệp ạ. Hiện tại em đang làm nhân sự trong công ty may ở quận 12 ạ. Rồi anh ơi, anh bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu vậy? Cái khai sinh là em sinh năm 1982. Nhưng thực ra ngoài đời của em là sinh năm 81. Em hay trêu đùa với học sinh là thầy phải khai trong giấy khai sinh là sinh năm 81 là bởi vì hồi xưa thầy cũng giống như các con, mài đúng quần 12 năm thì phải học phổ thông giống các con. Một năm thầy phải ở lại lớp 1 nó là 13 năm. 3 năm thầy ôn thi đại học nữa là bao nhiêu ạ? Là 16 năm, 4 năm thầy học trên giảng đường Đại học Vinh của Nghệ An nữa là 20 năm. Bây giờ thầy 34 tuổi. Bây giờ cuối cùng là thầy đang dạy học phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhờ em nhờ thầy vắn tắt giùm em tí xíu ạ. Dạ. Nãy giờ bạn cảm giác thấy như thế nào? Dạ, em thấy anh này hơi nói nhiều tí. Nói nhiều? Dạ. Nhưng mà cũng dễ thương. Dễ thương hả? Trời dễ thương chỗ nào? Qua cái cách nói chuyện anh này cũng hài hước. Thầy nhưng mà vui tính như vậy, sinh viên mừng lắm. Hình như đặt cái ưu điểm của bạn là kiên nhẫn đúng không? Dạ em thì nói chung là có biết tâm cao và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chứ còn nãy giờ tôi thấy tôi mệt rồi đó, tôi không có đủ kiên nhẫn rồi đó. Vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em thì khuyết điểm em thì hơi nóng tính. Nóng tính? Dạ. Thầy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Khoảng 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi? Dạ. Thầy dạy cấp mấy? Ngày xưa thì em dạy cấp 3, sau đó em bây giờ mới chuyển xuống cấp 2 ạ. Rồi chừng nào thầy xuống cấp 1? Không, cấp 1 chắc là em không đủ. Dạ, em ngưỡng mộ thầy quá, em không thể chịu đựng nổi. Đáng lẽ là chưa có tới cái giờ quay mặt này em phải qua quay mặt thầy. Dạ, thầy học thì cũng ở lại học mà thầy dạy thầy cũng đi tù. Dạ. Đó có phải lý do của nó vì... Dạ. Tính em thật quá mà người ta nói thật thà thì ăn cháo mà bố láo thì ăn cơm. Em không có đó là đúng. Thế thầy ăn cơm hay ăn cháo? Em ăn cháo á. Vậy hôm nay thầy đến đây là quyết chí lấy vợ hay sao thầy? Dạ đúng rồi, bố mẹ em hối em nhiều quá nên em... Bố mẹ hối chứ thầy chưa muốn hả? Không, cũng muốn á. Dạ cảm ơn thầy. Trời, cảm... trời ơi trời. Con mặt cũng dễ thương mà sao ngộ vậy ta? Chi ngộ? Tao rất ấn tượng đó. Vậy giờ mình có đặt ra cái chuẩn cái người đàn ông mình muốn là như thế nào không? Dạ em thì muốn cái người đó là mạnh mẽ tí, biết quan tâm, chăm sóc. Nói chung là nhường nhịn em tí, bởi vì cái tính em hơi nóng, nhưng những lúc em nóng thì anh đó hơi dịu một tí là được rồi chị. Rồi có cái điểm nào mà bạn không thích về người đàn ông của mình? Dạ em không thích là nói nhiều. Bởi vì dạ, bởi vì em thì cái tính em ít nói, em cũng không muốn nói nhiều. Mà nói nhiều thì
em nổi điên lên em cũng nói nhiều luôn là chết. Nãy giờ nổi điên chưa? Dạ chưa, đang kiềm chế. Đang kiềm chế hả? Dạ. Bên đây ta đang kiềm chế đó nha thầy ơi. Anh có biết ưu điểm của anh là gì không? Ưu điểm của em thì cũng ít thôi, cũng chịu thương, chịu khó, em có trách nhiệm với gia đình. Em chỉ có nấy ưu điểm thôi. Dạ. Không có khuyết điểm hả? Khuyết điểm thì nhiều, có cả trang 200-300 giấy cũng có. Tự ái là cái khuyết điểm lớn nhất của em á. Còn khuyết điểm gì nữa, nó một vài khuyết điểm nữa coi. Để em nhớ lại coi, nhiều lắm em nhớ không nổi. Ngày xưa em cũng hay lăng nhăng, bây giờ em không lăng nhăng nữa. Bây giờ em lo em lấy vợ, bố mẹ em hối em nhiều quá. Thầy ơi thầy, nhưng mà hôm nay thầy đi đến đây là có học trò thầy đi theo không thầy? À còn có hai đồng nghiệp của em ở ngồi dưới nè chị ơi. Bây giờ nè, chị cảm nhận thế nào về anh chàng bên kia? Em chưa thấy mặt nhưng mà em cảm nhận anh này dễ thương lắm á. Dạ chắc dễ thương lắm. Nhưng mà lăng nhăng tí thôi. Dạ không sao, gì em kỹ. Ở trường anh có dễ thương, có vui gì không vậy? Em cảm nhận là sau bao nhiêu năm công tác thì anh Tuấn là một người sống rất là có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Anh nói nhiều nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Anh sống rất là biết quan tâm đến mọi người. Dạ. Nhưng mà ở trường có ai để ý anh Tuấn không? Dạ, thầy Tuấn thì được rất là nhiều học sinh thương yêu, cũng giống như là đồng nghiệp cũng là thương yêu và giúp đỡ rất là nhiều. À, cảm ơn chị. Chị thấy cô này như thế nào? Có hợp với thầy Tuấn không? Dạ, bản thân Quỳnh cảm nhận á, Tuấn thì Quỳnh thấy chị bên này á, làm nhân sự thì mình nghĩ là chị cũng tâm lý và cũng là một người có trách nhiệm, cũng đạo đức giống như những gì mà Tuấn đề ra, thì Quỳnh nghĩ là Tuấn cứ thử nhìn mặt rồi Tuấn quyết định là quỷ của Tuấn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ trước khi xem mặt á, tôi cũng có một vài nói điều nói với thầy. Tiếp xúc với thầy á luôn tạo cái niềm vui cho người đối diện. Dạ. Ha, tôi nam mà tôi còn cảm giác như vậy. Dạ. Nhưng mà mình hạn chế những cái gì quá thật đi. Đôi khi nó thật, nó trần trụi quá là đó, nó cũng là không là hay. Không phải không hay mà nó hại đến bản thân mình. Thầy biết không? Dạ biết. Thầy biết hại rồi sao thầy còn nói chi hoài vậy? Đôi khi là có tài có tật của thầy ha. Dạ. Rồi ok, mình sẽ kéo mạng lên. Nếu mà không có nhờ chị ở dưới nói á thì là nãy giờ chị cũng đang hoang mang lắm. Chị không biết có nên mai mối cho em cái người thầy ngồi bên kia không. Dạ. Nhưng mà khi nghe đồng nghiệp của thầy Tuấn đây nói thì mình cũng phần nào thôi mình phải coi lại ha. Nhiều dạ. Khi chỉ là vài câu xã giao thì mình cũng chưa thể nào nhận định một con người được. Có thể bên ngoài thầy vậy nhưng bên trong thầy cũng yếu đuối, thầy cũng khao khát tình yêu lắm. Bây giờ mình coi mặt nha. Rồi kéo mạng lên. Ngâm cứu. Ngâm cứu. Chúng ta có 2 phút gặp nhau để nói chuyện thầy ha. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đầu tiên anh cảm nhận về em như thế nào? Cũng thấy cũng bình thường. Dạ, cũng bình thường là nhiều quá. Tiêu chuẩn về người bạn gái của anh như vậy, anh thấy em có cái tiêu chuẩn gì nằm ở trong đó hay không? Cũng được 80%. Bạn cảm nhận mình thế nào? Anh hả? Cũng đẹp trai, cũng dễ thương. Cảm ơn. Xin lỗi khán giả nha, trong trường học sinh là chào bằng câu chúng con kính chào thầy Tuấn, hot boy, đẹp trai, xì tin, cu te. Anh chỉ nói giỡn thôi chứ không phải ý. Thôi 2 phút hết rồi, bấm chuông này. Chưa, mới có 1 phút mà. Ba nói à, giờ anh nói đi. Em nói nãy giờ ấy. Không nói gì cổ thôi, nói riêng gì cổ thôi. Lấy nhau về làm gì rồi á, tiền bạc ai giữ thì nói hết luôn đi. Lấy nhau về rồi sẽ đẻ con. Rồi tiền bạc thì ai giữ thì không quan trọng. Quan trọng là lúc bố mẹ ốm đau, chồng mình cũng phải có ít tiền mà mình đi thăm bố mẹ. Lương em bây giờ làm 5 triệu em đưa 3 triệu thôi, còn 2 triệu để em xài. Không có đưa là được rồi anh. Anh nhìn thẳng vô mắt cổ anh nói thử, tiếng thử anh yêu em thử coi được không? Xin lỗi anh Linh, cái câu này anh chưa nói với ai bao giờ anh Linh ơi. Nói thử coi là cảm giác sao, nói thử thôi. 2, 3. Thôi mình thích bạn đi. Đổi đi chứ anh yêu em nó nghe nghe nó kỳ lắm. Thôi anh Linh ơi, hết đời rồi. Như anh gặp em anh khóc hay sao? Nói nhiều lắm mà sao cuối cùng cái chuyện giờ ta cho nói không chịu nói vậy trời. Không phải chị vẫn không hiểu. Em thực ra là em rất ít nói. Người khác khui ra thì em nói được. Bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ kỹ và quyết định có đồng ý nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Từ từ từ, chờ đợi xíu.
suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý để quyết định nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý, mà không nhấn nút là không đồng ý. Hai, ba. Hết thời gian. Lý do tại sao thầy không đồng ý hẹn hò với bạn nữ bên kia? Em nhìn thấy thích thì em với nhấn nút rồi. Mà em nhìn nó không thích lắm nên là... Tại sao không thích lắm? Lý do tại sao người ta dễ thương vậy mà? Thì dễ thương là một chuyện, với nhìn với thích với sáp vào nhau được chứ không... không không thích sáp vào nhau khó chịu lắm. Thế còn bạn, tại sao bạn lại không đồng ý nhấn nút chọn thầy? Dạ, bởi vì em thấy giữa tính cách của em với thầy không có hợp với em. Nên em cũng hy vọng là ảnh cũng giống như là người bạn vậy đó. Dù sao thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó. Dạ. Trong nay mai. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, dạ, cảm ơn. À, rất mong được gặp lại. Chưa bắt tay anh mà chưa cảm ơn anh. Bây giờ mới được có điều kiện, sẽ cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta còn nhiều dịp để nói chuyện.